Năm 2024, một năm cực kỳ thành công của nhà máy Zac Moto, đặc biệt với phân khúc 9 tấn Zac N900 Plus. Cùng em điểm qua những lý do khiến xe tải này lại trở nên hot trên thị trường thời điểm hiện tại. Năm 2024, một năm khởi sắc của ngành vận tải, bởi những tuyến cao tốc Bắc Nam đã dần được hoàn thiện, nhưng những quy định về quá khổ quá tải cũng trở nên gắt gao hơn so với lúc trước. Ở phân khúc 9 tấn, những động cơ 6 máy đã trở nên dư thừa. Zac N900 Plus sử dụng động cơ Cummins 4 máy với thể tích làm việc là 3.8 cm khối, cho ra công suất là 170 HP mã lực, vừa mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với điều kiện đường xá hiện tại. Xe được trang bị thùng dầu bằng hợp kim nhôm với dung tích lên tới 300 lít, phù hợp cho những tuyến đường dài. Về phần khung gầm, xe được trang bị chassis 2 lớp, cùng với đó là hệ thống nhíp lá 2 tầng với tổng số lá nhíp là 16 lá cho khả năng chịu tải tốt. Với phiên bản hùng bạc thì chúng ta sẽ có kích thước lọt lòng thùng lần lượt là dài 7m, rộng 2m260 và cao 2m150. Chúng ta có thể chở đa dạng được nhiều loại hàng hóa. Ô tô An Sơn nhận đóng thùng theo yêu cầu của quý khách hàng. Như anh khách này thì anh đang đóng một cái thùng bẩn nhôm rất là đẹp, kèm với đó là ốp đầu đà, bản lề và khóa tôm là full inox 304. Xe được trang bị đầu cabin vuông hiện đại rộng rãi với 3 chỗ ngồi và một giường nằm, giúp cho các bác tài có thể nghỉ ngơi ở đường dài. Về trang bị theo xe thì chúng ta sẽ có kính chỉnh điện một chạm, vô lăng 4 chấu, tích hợp rui control, đàm thoại gảnh tay, tăng giảm âm lượng. Ngoài ra thì sẽ có điều hòa 2 chiều, kèm với đó là hộp số phát 6 cấp. Với mức giá chỉ 628 triệu tùy theo phiên bản thùng. Nếu quý khách hàng nào quan tâm có thể liên hệ với ô tô An Sơn, 2450 quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để được hưởng các chương trình khuyến mãi đặc biệt.